sang năm trẻ đẹp lòng. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Number One Active chanh muối với các khoáng chất thiết yếu natri, kali, clo giúp bù nước, bù khoáng nhanh cho bạn hoạt động bên bỉ. Number One Active chanh muối bù nước, bù khoáng bên bỉ đến cùng. Sản phẩm này không phải là thuốc và cũng có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nước tăng lực Number One với Torin Inositol và vitamin cho bạn tăng thêm sức mạnh chinh phục thử thách. Với Number One ai cũng có thể là người hùng. Hãy uống Number One. Nước tăng lực Number One tăng thêm sức mạnh chinh phục thử thách. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Ngành truyền tải điện chung tay với đồng bào vùng lũ miền Trung. Đà Lạt triệu tập răn đe các đối tượng tụ tập đua xe trái phép. Đồng Nai, cả ngàn hecta điều bị dịch sâu róm đỏ cắn phá nghiêm trọng. Thưa quý vị, năm 2016 là năm đầy khó khăn với đồng bào miền Trung, đặc biệt là vào những tháng cuối năm. Liên tiếp những đợt mưa lũ ập đến và kéo dài khiến cho sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Với phương châm huy động mọi nguồn lực giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia đã liên tục về với đồng bào vùng lũ ở nhiều tỉnh thành miền Trung với những việc làm thiết thực. Xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nơi phải hứng chịu đợt lũ quét vào những ngày giữa tháng 12 vừa qua, vết tích của cơn lũ vẫn còn đó. Chưa bao giờ người dân địa phương này nghĩ tới việc nước có thể dâng cao gần 2 mét. Bà con chỉ kịp sơ tán người, toàn bộ tài sản do ngập sâu trong nước nên đã hư hỏng. Hệ thống điện của hầu hết các hộ dân tại đây cũng ngập chìm. Còn tại Quảng Bình, địa phương hứng chịu những trận lũ lớn cách đây hơn 1 tháng. Bà con cũng đang cố gắng khôi phục sản xuất và ổn định sản xuất. Những phần quà của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia tuy không quá lớn về vật chất nhưng đã và đang góp phần quan trọng giúp các địa phương chịu hậu quả nặng nề sau lũ sớm khắc phục các khó khăn. Lãnh đạo của tổng công ty chúng tôi chỉ đạo là giao cho các cái đơn vị công ty truyền tải điện 1234 đến với các cái bà con nhân dân những cái vùng mà có đường dây truyền tải điện đi ngang qua để đóng góp để chia sẻ những cái khó khăn vất vả của bà con. Từ kết quả khảo sát thực trạng, các đơn vị truyền tải điện ở nhiều địa phương miền Trung đã quyết định sửa chữa, lắp điện, thay thế một số thiết bị điện miễn phí cho các hộ dân gặp khó khăn, hộ chính sách, hộ người già neo đơn và các điểm sinh hoạt công cộng ở vùng lũ. Sự có mặt kịp thời của ngành điện đã giúp bà con giảm bớt khó khăn và nỗi lo sau thời gian dài đối mặt với mưa lũ. Là một nước nông nghiệp, nhưng mỗi năm Việt Nam chi vài trăm triệu đô la Mỹ cho việc nhập khẩu các loại hạt giống. Điều đáng nói là nguồn lực chi cho các chương trình nghiên cứu giống cũng không hề nhỏ, nhưng chúng ta vẫn phải lệ thuộc vào hạt giống từ nước ngoài. Riêng trong năm 2013, Việt Nam chi tới 500 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu hơn 8.000 tấn hạt giống các loại nhằm cung ứng cho 700.000 hecta sản xuất rau của cả nước. Ngay cả những loại hạt giống rau có thể sản xuất trong nước như củ cải, cà chua, dưa chuột, cải bắp, su hào hay hạt rau mầm cũng phải nhập khẩu. Đáng nói là Việt Nam có hẳn một chương trình giống quốc gia được chính phủ cho phép thực hiện trong 20 năm với vốn đầu tư không nhỏ. Tính đến năm 2010, vốn dành cho chương trình đã khoảng 20.000 tỷ đồng, gồm cả vốn trung ương và địa phương. Ngoài ra, còn có dự án phát triển giống lúa lai được thực hiện từ năm 2003 với hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng Việt Nam vẫn phải chi tiền để nhập khẩu hạt giống. Để chúng ta có được cái nguồn giống tốt cung cấp sản xuất thì nó đòi hỏi cái kỹ thuật sản xuất rất là ngặt nghèo. Kỹ thuật phải cao nhưng mà cũng phải rất ngặt nghèo, các cái khâu phải liên hoàn với nhau và nó phải được người thực hiện rất tuân thủ, rất nghiêm ngặt. Cái thứ hai nữa, phải có những điều kiện cơ sở vật chất về thủy lợi, nội đồng, về điều kiện cơ sở chế biến. Thế rồi những cái nơi sản xuất đó là phải nằm trong cái vùng có điều kiện thuận lợi về thời tiết, khí hậu, phù hợp với cái điều kiện cách ly cũng như là cái thời tiết khi mà lúa chỗ nó phù hợp với cái tổ hợp đó. Có một nghịch lý nữa là Việt Nam có rất nhiều cơ quan nghiên cứu giống, các nhà khoa học trong lĩnh vực này cũng không thiếu. Nhưng không chỉ lệ thuộc nhập khẩu nhiều giống rau quả mà ngay cả giống lúa cũng thiếu hụt, nhất là khi có rủi ro thiên tai. Doanh nghiệp nước ngoài hiện đang chiếm hơn 70% thị phần giống cây trồng ở Việt Nam. Và khi ngày càng nhiều hiệp định FTA có hiệu lực thì việc nhường thị trường này cho doanh nghiệp nước ngoài là khó tránh nếu ngành công nghiệp hạt giống trong nước không đủ mạnh. Thưa quý vị, mấy ngày gần đây, có nhiều trẻ em ở xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp mắc các triệu chứng của bệnh quai bị. Song điều đáng nói là nhiều gia đình đã không đưa trẻ đến các cơ sở y tế chính thống để điều trị, mà đưa đến thầy lang để điều trị bằng phương pháp thổi, dán để mong mau chóng hết bệnh. Gia đình chị Tê ngụ ấp Long Bình có con nhỏ chỉ mới 7 tuổi mắc bệnh. Sau khi được tư vấn từ một số người quen, cháu này được gia đình đưa đến thầy lang dán thuốc được một tuần nay và hiện bệnh vẫn chưa hết. Cách gia đình chị Tê không xa, gia đình bà N có đến 2 trẻ mắc bệnh. Khi được đến gặp thầy lang, bệnh nhân được thổi vào chỗ sưng. Sau đó, vì không hết bệnh, gia đình lại tiếp tục tìm phương pháp khác, đó là tìm đến người bào chế thuốc dán.
mỗi trẻ mắc bệnh được dán hai miếng dán vào hai bên nơi quai hàm đang bị sưng. Theo các chuyên gia, quai bị là bệnh dễ lây lan thành dịch nếu không được điều trị ngăn chặn kịp thời. Do đó, các bậc phụ huynh cần đưa con em đến các cơ sở y tế địa phương để chữa trị, không dùng các phương pháp chữa trị không khoa học, tránh gây bệnh nặng thêm cho trẻ. Ngày 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và mạng tin tức truyền hình cáp CNN đã tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyên truyền quảng bá giai đoạn 2017-2018 với tầm phủ sóng rộng lớn. CNN được kỳ vọng sẽ đưa hình ảnh Hà Nội đến với hơn 420 triệu hộ gia đình trên khắp thế giới qua nhiều loại hình thông tin của mình. Theo chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2018, mạng tin tức truyền hình cáp CNN sẽ hợp tác với thành phố Hà Nội sản xuất 3 phim quảng cáo 30 giây, cùng các phim 60 giây, phóng sự 3 đến 5 phút, chương trình đặc biệt 30 phút trên truyền hình. Các trang giới thiệu riêng về Hà Nội như Hà Nội trái tim Việt Nam, Hà Nội cái nôi của di sản, Hà Nội của tôi hay Hà Nội góc nhìn trên trang CNN.com và bài viết trên mạng xã hội Facebook, Twitter cùng các banner quảng cáo. Kênh phát trên cả hai nền tảng truyền hình và kỹ thuật số như trên máy tính, ứng dụng trên các thiết bị cầm tay như máy tính bảng, điện thoại di động. Khu vực phát sóng gồm châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Trung Đông, Bắc Mỹ và Nam Á. Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn, trong quá trình xây dựng các thước phim, bài viết quảng bá về xã hội, mạng tin tức truyền hình cáp CNN cũng đồng thời xây dựng và quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến thế giới. Tối ngày 22 tháng 12, tại sân khấu ngoài trời của Nhà văn hóa Thanh niên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra live show Cafe in Concert. Đây là buổi diễn mang dấu ấn kỷ niệm 10 năm ca hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn với chủ đề Sữa Đá. Với bầu không khí vô cùng hào hứng và sự cổ vũ hết mình từ phía khán giả hâm mộ, Hà Anh Tuấn đã thả lòng với những bài hát mang âm hưởng ấm áp và da diết. Trên sân khấu, anh trò chuyện với khán giả, những người bạn và kể những câu chuyện về cuộc đời cũng như những thăng trầm trong cuộc sống. Live show còn có sự góp mặt của chàng ca sĩ khách mời như Hồng Nhung, Thu Phương, Uyên Linh, Phương Linh, vợ chồng Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang. Được biết, toàn bộ tiền bán vé của chương trình lần này sẽ được nam ca sĩ trao tặng cho quỹ học bổng, hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó với mỗi suất học bổng trị giá 40 triệu đồng. Tiếp theo chương trình là những thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 12, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành mời một số đối tượng có hành vi nẹt bô, rú ga, lạng lách đánh võng thành từng nhóm khi chạy xe mô tô, xe gắn máy trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Mai Anh Đào thành phố Đà Lạt. Theo thông tin ban đầu của công an thành phố Đà Lạt, vào 1 giờ sáng ngày 18 tháng 12, qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ công tác cảnh sát giao thông phát hiện trên tuyến đường Trần Hưng Đạo có một nhóm khoảng 20 xe có hành vi chạy xe mô tô, xe gắn máy nẹt bô, rú ga, lạng lách đánh võng thành từng nhóm. Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 3 xe mô tô do Lê Nguyễn Bảo Quốc sinh năm 1995, Nguyễn Tấn Hoài Bảo sinh năm 1998, Đào Thanh Thiên sinh năm 1999 và Nguyễn Đắc Trực sinh năm 1995 điều khiển. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đã mời các đối tượng vi phạm có sự chứng kiến của người thân làm bản kiểm điểm, cam kết và tường trình, tạm giữ các phương tiện để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm và tiếp tục điều tra các đối tượng còn lại trong vụ việc này. 50 bánh ma túy là số tăng vật mà lực lượng công an tỉnh Sơn La thu được khi bắt giữ hai đối tượng Hoàng Anh Tuấn, trú tại phường Vân Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Trần Lê Hùng, trú tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa khi hai đối tượng đang vận chuyển đi tiêu thụ. Theo đó, vào trưa 22 tháng 12 trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ hai đối tượng trên, thu giữ 50 bánh heroin, một xe ô tô, 3 điện thoại di động, 1.500.000 đồng tiền Việt Nam và nhiều vật chứng liên quan khác. Đấu tranh ban đầu, hai đối tượng khai nhận số ma túy trên chúng mua từ xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vận chuyển về xuôi tiêu thụ. Sáng 22 tháng 12, đội quản lý thị trường 2A thuộc chi cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra kho chứa hàng tại số 228 đường Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, phát hiện một lượng phụ tùng xe máy cực lớn. Thời điểm kiểm tra, chủ hàng không có mặt để cung cấp các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của những linh kiện trên. Qua kiểm tra ban đầu, hầu hết các linh kiện bao gồm máy xe, khuôn xe đều là hàng đã qua sử dụng. Nhiều khuôn xe không có số, một số khác có dấu hiệu được đóng số giả. Ước tính số máy và khuôn xe này sau khi ráp lại sẽ lên đến hàng trăm chiếc. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Thưa quý vị, trong những ngày qua, bà con nông dân trồng điều tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang rất lo lắng trước nạn cắn phá của sâu róm đỏ. Với tốc độ sinh sản rất nhanh như hiện nay, nếu không được khống chế kịp thời, sâu róm đỏ rất có thể sẽ phát triển thành dịch và lây lan sang diện rộng.
Đến nay, sâu róng đỏ đã xuất hiện cắn phá tại các xã có diện tích điều trồng tập trung của huyện Xuân Lộc như Xuân Hiệp, Suối Cát, Xuân Trường, Xuân Bắc, thị trấn Gia Rây với diện tích cả ngàn hecta. Vấn đề này đang khiến bà con nông dân rất lo lắng vì đây là thời điểm cây điều đang ra hoa, việc giảm năng suất là điều khó thể tránh khỏi. Hiện giờ thì tất cả trong vườn tôi đã bị khoảng chừng 40%, nhưng mà chỉ ở độ rải rác thôi. Nếu mà không phòng trị sớm thì nó sẽ lan tràn. Nhiều nông dân cho biết sâu róm đỏ sinh sản rất nhanh, ban đầu trong vườn chỉ xuất hiện vài con, nhưng do một số hộ chủ quan phun xịt không kịp thời, hậu quả chỉ vài ngày sau vườn điều đã sơ sát cành. Ăn như thế này khi mà ăn hết rồi. Mới có 2-3 ngày tôi không ra tới mấy mà ra nó ăn chọc hết cả đi, có những cành ăn chọc hết. Đứng trước thực trạng khó khăn đó, ngành nông nghiệp địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp tích cực giúp bà con nông dân phòng trị sâu róm đỏ. Thứ nhất là thường xuyên thăm đồng. Cái thứ hai nữa là dọn vệ sinh vườn cho nó sạch sẽ. Thì bà con nên sử dụng cái thuốc mà có trong danh mục, ví dụ như cái nhóm abamectin chẳng hạn, để phun trừ cho cái đối tượng sâu róm. Được biết, hiện nay Xuân Lộc có diện tích điều khoảng 9.200 hecta. Đây cũng là địa bàn trọng điểm về diện tích điều của tỉnh Đồng Nai. Hơn lúc nào hết, sự phối hợp giữa ngành nông nghiệp địa phương và nông dân là điều cần thiết để ngăn chặn dịch sâu róm đỏ đang lan rộng như hiện nay. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Mong cho sang năm trẻ đẹp lớn, món quà sức khỏe, tươi trẻ đón xuân. Sau lũ, nông dân các tỉnh miền Trung gặp nhiều bế tắc. Khánh Hòa, tuyến đường tránh uy hiếp các phương tiện giao thông. Bà Rịa Vũng Tàu, bắt cơ sở dùng đậu tương và hóa chất sản xuất cà phê.